Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ ngày 8 tháng 5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã đưa ra một viễn cảnh đáng lo nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Bà Raimondo, người từng thăm Trung Quốc tháng 8 năm ngoái, tin rằng Bắc Kinh sẽ chiếm giữ nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC. Khi được hỏi về tác động của điều này, nữ bộ trưởng Mỹ cho biết nó sẽ hoàn toàn tàn khốc. Tuy nhiên, bà từ chối bình luận về cách thức hoặc liệu một cuộc tấn công của Trung Quốc có xảy ra hay không. Bà Raimondo uyển chuyển vấn đề. Hiện tại, 92% nguồn cung chip tiên tiến của Mỹ là từ TSMC ở Đài Loan. Một tài liệu của chính phủ Mỹ hồi năm 2023 ước tính sự gián đoạn sản xuất lớn ở Đài Loan có thể dẫn đến giá chip của Mỹ tăng tới 59%, tạo ra gánh nặng cho các nhà sản xuất ở hạ nguồn tại Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên quan chức Mỹ bày tỏ công khai sự lo ngại về viễn cảnh xung đột ở eo biển Đài Loan. Giới quan sát đã không ít lần dùng hình ảnh tầm khiên để nói về vị thế của vùng lãnh thổ Đài Loan, đặc biệt là TSMC trong chuỗi cung ứng bán dẫn thế giới. Tuy nhiên, điều đó có thể không duy trì được mãi mãi. Trung Quốc đang tăng tốc phát triển các con chip nổi địa và cố gắng thu hẹp khoảng cách. Để trần nàn những lo lắng của các nước và tận dụng các ưu đãi, TSMC đã bắt đầu dịch chuyển các dây chuyền sản xuất ra nước ngoài. Trong đó, Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới và có ưu thế công nghệ lớn nhất, tỏ ra không tức tiền với TSMC. Được biết, TSMC đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. TSMC đặt trụ sở tại Công viên Khoa học Tân Trúc ở Tây Bắc Đài Loan. Ngay cả sự gián đoạn nhỏ nhất trong sản lượng sản xuất của công ty cũng ảnh hưởng đến các dây chuyền lắp ráp trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Được thành lập vào năm 1985, Công viên Khoa học Tân Trúc chia thành 6 công viên vệ tinh bao gồm Hsinchu, Zhunan, Tonglu, Longtan, Hsinchu Lan và công viên y sinh Hsinchu với tổng cộng khoảng 150.000 nhân viên. Lĩnh vực chính của nơi đây là công nghiệp vi mạch tích hợp chiếm 70% tổng giá trị sản lượng. Còn được gọi là thung lũng silicon của Đài Loan, công viên này chỉ cách Trung Quốc khoảng 150 km. Nơi đây đã khai sinh thành công các doanh nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ khác như viễn thông, quang điện tử, máy móc chính xác và công nghệ sinh học. 20 nhà sản xuất chip tại công viên Hsinchu bao gồm TSMC và UMC là những nhà sản xuất chất bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Chẳng hạn, TSMC là nhà cung cấp độc quyền chip Apple Silicon cho iPhone và máy Mac, cũng như là đối tác sản xuất của các công ty Mỹ khác như AMD, Broadcom và Qualcomm. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, cựu chủ tịch tập đoàn bán dẫn TSMC Mark Liu cho biết các xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan có thể khiến nhà máy TSMC không thể hoạt động được bởi cơ sở sản xuất tinh vi của TSMC phụ thuộc vào kết nối thời gian thực với thế giới bên ngoài. Nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới không có địa điểm sản xuất riêng mà ủy thác cho TSMC để sản xuất chip do họ thiết kế. Vì vậy, TSMC đã có một vị trí quan trọng về mặt hệ thống trên thị trường toàn cầu. Tình trạng thiếu chip toàn cầu do đại dịch COVID-19 đã khiến việc sản xuất ô tô, TV và máy tính bị trì hoãn đồng thời thúc đẩy lạm phát toàn cầu. Dạng sáng mùng 8 tháng 5, hơn 50 tên lửa và 20 máy bay không người lái các loại đã được Nga sử dụng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko mô tả đây là một cuộc tấn công lớn khác của Nga vào ngành năng lượng của chúng tôi. Ông Halushchenko cáo buộc Nga tiếp tục cố gắng tước đi năng lực của Kiev để sản xuất và phân phối đủ điện cho người dân Ukraine. Đây là lần thứ 5 Nga nhắm mục tiêu ồ ạt vào các cơ sở năng lượng của công ty trong 6 tuần qua. Người đứng đầu chính quyền quân sự Poltava, Philip Ronin cho biết, một đám cháy lớn đã bùng phát sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng điện trong khu vực. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự ở khu vực phía nam Zaporizhia, nơi có nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu cáo buộc cuộc anh tà của Nga đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Ukraine, Oleksandr Khachenko cho biết, người Ukraine nên chuẩn bị đối mặt với những hạn chế nhất định trong việc sử dụng năng lượng vào mùa hè vì các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Nga đang khiến hệ thống năng lượng của nước này bị trục trặc. Ông Khachenko tuyên bố, cần phải chuẩn bị cho những hạn chế. Chúng ta sẽ không thể vượt qua tháng 7 và tháng 8 mà không hạn chế mức sử dụng điện của người tiêu dùng. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng, trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối, việc cung cấp điện cho người tiêu dùng sẽ cần phải được cắt giảm với các hạn chế có thể kéo dài một tiếng rưỡi đến 2 giờ. Ông cho biết việc sử dụng điện công nghiệp đã bị hạn chế gần như hàng ngày, đồng thời cho biết thêm rằng những hạn chế tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến dân thường. Cách đây vài ngày, theo tờ báo Kiev Independent, phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, ông Halushenko cho biết, chúng ta đang nói về tổn thất trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và rõ ràng là tổn thất sẽ tăng lên. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Halushenko nói thêm, mặc dù hệ thống năng lượng của Ukraine đã ổn định, song tình hình vẫn rất khó khăn. Theo Bộ trưởng, tình hình sản xuất năng lượng của Ukraine vẫn trong tầm kiểm soát, một phần nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi cho phép vận hành hệ thống năng lượng của Ukraine bằng các nguồn năng lượng tái tạo cùng nhiều nguồn khác. Tuy nhiên, việc cung cấp điện tại tỉnh Kharkov vẫn còn hạn chế. Trong mùa xuân qua, trước các cuộc tấn công dồn dập, tỉnh này đã rơi vào cảnh mất điện nhiều lần. Các cơ sở sản xuất năng lượng trong địa phương đã tích cực điều định tình hình và chuẩn bị cho giai đoạn thu đông. Hệ thống tên lửa chiến thuật ATAK-MS đã và đang tạo ra tác động trên khắp chiến trường tại Ukraine. Các hệ thống phòng không, căn cứ không quân và địa điểm huấn luyện của Nga là những nạn nhân đầu tiên của cuộc tấn công Atak MS mới của Kiev, với nhiều đồn đoán rằng cầu eo biển Kerch sẽ là một trong những mục tiêu kế tiếp. Hồi đầu tháng 5, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội về cuộc tấn công tên lửa có chủ đích vào nơi tập trung quân đội Nga ở Lugansk. Một loạt 4 tên lửa được cho là đã tấn công một trung tâm huấn luyện và điều phối quân sự của Nga trong khoảng 90 giây. Phạm vi tấn công và phạm vi nổ cho thấy khả năng Ukraine đã sử dụng Atak MS. Một tên lửa khác mà Ukraine có thể đã sử dụng trong cuộc tấn công là SRBM tochka u có thể được trang bị đầu đạn chùm và có tầm bắn 120 km. Theo nhà phân tích quân sự Ukraine, Oleksandr Musienko, mục tiêu là làm chậm hành động tấn công của lực lượng Nga, không cho phép họ triển khai thành đội hình chiến đấu. Ông kết luận, trong khi chúng tôi chờ đợi các loại vũ khí tiên tiến hơn, điều quan trọng là phải sử dụng những gì chúng tôi có, cụ thể là Atak MS, để tấn công và ngăn đối phương tiến ra tiền tuyến. Cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng Jake Sullivan tiết lộ vào tháng 4 rằng Mỹ đã bí mật cung cấp một số lượng đáng kể ATACMS cho Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang chạy đua với thời gian để tận dụng hệ thống ATACMS tầm xa MGM-140 do Mỹ sản xuất nhằm tấn công các mục tiêu của Nga tại Ukraine trước khi quân đội Nga kịp thích ứng với loại vũ khí mới. Các lực lượng của Moscow đã có những phản ứng đầu tiên, trong khi quân đội tuyên bố đã bắn hạ một số tên lửa nhằm vào Crimea, giống như các hệ thống vũ khí trước đây của phương Tây. Hiệu ứng ATACMS có thể sẽ giảm dần khi quân đội Nga thích nghi với loại vũ khí mới này. Ivan Stupak, cựu sĩ quan cơ quan an ninh Ukraine và hiện là cố vấn cho Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine, nói với Newsweek, người Nga có thể thích ứng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ chúng tôi có hai tháng để loại bỏ càng nhiều mục tiêu quân sự của Nga càng tốt trước khi họ kịp thích nghi. Cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu cảnh báo Moscow sẽ tăng cường tấn công vào các căn cứ lưu trữ của Ukraine, nơi chứa vũ khí do phương Tây cung cấp. Phát biểu cho các quan chức quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow đã xóa bỏ huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây và lực lượng Nga đã giành được thế chủ động dọc theo mặt trận chiến đấu ra 1.000 km. Ông Shoigu cho biết, đối phó với các mối đe dọa do Mỹ và các đồng minh gây ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện thành phần và cơ cấu của lực lượng vũ trang, đồng thời tăng cường sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự phổ biến nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tăng cường cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí của phương Tây. Trước đó, theo tờ Business Insider, Nga vô hiệu hóa các tên lửa tinh vi mà các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine bằng cách gây nhiễu tọa độ GPS của chúng. Chuyên gia Clark nhận định, các công nghệ của Nga có thể gây nhiễu tọa độ GPS của tên lửa, vô hiệu hóa máy bay không người lái của Ukraine và chặn tín hiệu radar của Nga được Ukraine sử dụng để xác định mục tiêu tấn công. Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szyzato cho biết nước này sẽ không tham gia vào kế hoạch dài hạn của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine và gọi đây là sứ mệnh điên rồ. Ngoại trưởng Hungary nói Hungary sẽ đứng ngoài sứ mệnh điên rồ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bất chấp mọi áp lực. Các đồng minh NATO hồi tháng 4 đã nhất trí bắt đầu kế hoạch hỗ trợ quân sự lâu dài cho Ukraine chống lại kế hoạch quân sự của Nga thông qua việc thành lập một quỹ trị giá 107 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, NATO sẽ đảm nhận một số công việc điều phối từ liên minh do Mỹ dẫn đầu được gọi là nhóm Ramstein. Theo ngoại trưởng Hungary, số tiền này được huy động trong 5 năm, nghĩa là NATO dự kiến giao tranh sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian này. Ông Szijjarto nhấn mạnh, Budapest sẽ phản đối sáng kiến này, đồng thời Hungary cũng không có kế hoạch tham gia viện trợ vũ khí hoặc huấn luyện binh lính của Kiev. Ông nhấn mạnh, chúng tôi sẽ đấu tranh để Hungary có quyền tránh xa sự điên rồ này. Về việc huy động 100 tỷ euro và chuyển chúng ra khỏi châu Âu, đồng thời giải thích Budapest ưu tiên an ninh của người dân mình trước bất cứ điều gì khác và sẽ cố gắng hết sức để đứng ngoài chiến tranh. Nói thêm rằng quan điểm của Hungary vẫn là xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán. Ông cho biết không thể phớt lờ mối đe dọa về một cuộc chiến tranh thế giới mới và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân, sự điên rồ này ở châu Âu phải được ngăn chặn. Cùng phản ứng trước sáng kiến của NATO, người phát ngôn chính phủ Hungary, Zoltan Kovacs cũng cho hay Budapest sẽ không ủng hộ các đề xuất có thể kéo liên minh đến gần xung đột hơn hoặc chuyển từ liên minh phòng thủ sang tấn công. Đặc phái viên Mỹ tại Hungary David Pressman trước đó cho hay NATO cũng đã cảnh báo Budapest về những nguy hiểm trong mối quan hệ ngày càng thân thiết và mở rộng với Moscow. Đồng thời nếu đây là lựa chọn chính sách của Hungary, liên minh sẽ phải quyết định cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích an ninh cho chính mình. Mối quan hệ giữa Hungary và NATO đã trở nên xấu đi vì nước này từng trì hoãn việc phê chuẩn Thụy Điển, gia nhập khối và vì mối quan hệ gần gũi giữa Thủ tướng Viktor Orbán với Nga.